Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Chào đón quý vị và các bạn đến với Ca sĩ Bí ẩn. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, mỗi lần đến Ca sĩ Bí ẩn, Quỳnh Linh cũng rất là nôn nao để xem ngày hôm nay chủ nhà sẽ có thêm những cái tên tuổi nào mới. Và hôm nay tôi rất là hạnh phúc bởi vì tôi sẽ giới thiệu một trong những người mà tất cả quý vị đều yêu thích, đó chính là Happy Phương, Nguyễn Hưng, Ngọc Sơn. Xin chào anh Phương. Chào anh Hưng, chào ba Ngọc Sơn. Tuyệt vời thưa quý vị, ba người đàn ông mà tôi đã từng yêu quý và yêu quý mãi mãi luôn. Hay mà. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, 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 tôi không còn yêu em nữa. Không, 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 tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Tượng của hàng triệu triệu người, không chỉ có tại Việt Nam mà trên cả thế giới luôn nữa. Cảm giác anh Phương như thế nào em với Phương ạ? Nghĩa là anh cũng thường xem chương trình này ở trên TV, thì anh rất là thích những cái chương trình mà vui vẻ như vậy đó, cứ cười thoải mái. Là cứ tròn thoải mái luôn. Đó. Dạ. Nhưng mà hôm nay đó là đối thủ mình đó, là cũng có thể họ lừa mình lòng vòng qua lại. Không có sao đâu. Anh có hai ngôi sao nhỏ hai bên. Anh đừng lo, hôm nay mình sẽ thua nữa. Hôm nay ba ca sĩ chúng ta sẽ cùng chiến đấu với ba nghệ sĩ. Đối thủ của mình là ai đây? Mời hướng về bên tay phải Quỳnh Linh. Chính là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, Thoại Mỹ và Đại Nghĩa. Hôm nay ba nghệ sĩ của mình á, cùng với ba ca sĩ đây, cùng tham gia để tìm ra ca sĩ. Cái này cũng khó nha, bởi vì đây người ta cây đa cây đề, ca hát ta dễ nhận ra. Không biết mình nhỏ mình nhận ra không Nghĩa? Dạ, mình là cây con, mình dám nói gì anh. Bên kia toàn là cây đa cây đề không. Em rất là vui khi là lần đầu tiên nha quý vị khán giả, lần đầu tiên em được tham gia một chương trình mà ở đó em là mầm non nhỏ nhất. Còn Thoại Mỹ? Dạ, em rất thích chương trình Ca sĩ Bí ẩn này, tuần nào em cũng ngóng trông để em xem. Và hôm nay em được mời và em còn biết được cái tin là em sẽ ngồi chung đội với chị Hồng Vân và Đại Nghĩa, cho nên là em sung quá, em mau mau em tới đây trước mấy tiếng đồng hồ đó anh. Dạ. Hôm nay mình thi với ca sĩ, nãy người ta hát bài không, không, tôi không còn, thôi không còn yêu em nữa. Vậy hôm nay đội mình hát họ gì đâu nào? Bây giờ dày đây mà biểu hát cái gì? Trời đất ơi, người ta đã hát rồi là mình phải câm họng thôi. Linh ơi, cái người ca sĩ không nguy hiểm bằng kịch sĩ. Tại vì kịch sĩ là chuyên môn khai thác hành động, nhìn soi thánh soi mà soi từng ly từng tí, họ biết đó là ai. Với thành kịch sĩ nổi tiếng soi riết cái trật lắc thôi. Rồi xin mời hai đội về vị trí. Dạ mời các chị. Chào đón quý vị quay trở lại với Ca sĩ Bí ẩn. Chúng ta vừa giao lưu với hai đội chơi. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến tiết mục đầu tiên với ba cô gái xinh đẹp của chúng tôi, số 1, số 2 và số 3. Một thương tóc xòa ngang vai, hai áo thương, hai thương đi đừng. Ô tang tình tang, tình tang tình, ô tang tình tang. Mẹ người thật là đoan trang, ô tang tình tang.
Thương, mời ba cô gái về vị trí. Bây giờ mình sẽ dành cho đội ca sĩ trước đi, rồi xuống nhà. Mời anh em với Phương. Anh thấy là ba em ai cũng có một cái sắc thái riêng hết, nhưng mà cái cách mà diễn tả từ cái điệu bộ, cái miệng, thì anh thấy cô mặc áo dài màu đỏ số 3. Số 3. Dạ. Anh nghĩ là ca sĩ đó. anh nghĩ số 3 ca sĩ đúng không? Ủa sao anh Hưng cười tươi anh Hưng? Anh đón cô nào? Số 2 và số 3 thì chuẩn quá rồi. Diện mạo thì mình chưa được thấy, nhưng mà về giờ ngoại hình thì là em số 1 là bị lép quá. Nhưng mà giờ nếu mà chọn cho anh sẽ chọn số 1. Và thậm chí em ca em cái tay em đưa như vậy nè. Chứ em buồn quá em không muốn ca nữa. Nhưng mà ở một cái game ca sĩ bí ẩn này anh ngồi đó, thì bây giờ anh nếu cho anh chọn, anh sẽ chọn con số 1. Đúng, không phải anh không muốn diễn đâu, tại vì không thích diễn thôi. Thì đó, anh nói buồn. Ca sĩ thì cần gì diễn. Lên ơi, chắc số 1 có nhiều khả năng không có chọn. Tại vì cô này lúc hát thì để cái micro không phải là ca sĩ. Ca sĩ phải để một cái tầm trung bình để mà hát. Thì không biết cô có diễn hay không, nhưng mà mình loại bỏ cái khả năng này. Số 2 là lúc mới đi ra thì hơi cúi xuống, hơi lúng túng để lo lắng cho cô bước đi. Những người ca sĩ mới lên sân khấu hoặc gì đó, thường thường thì hay dễ, ngay cái bản thân của Sơn cũng vậy. Lúc còn bước lên sân khấu rung lắm, không lúng túng không biết làm gì. Nhưng cũng có thể là ca sĩ nha. Nhưng cái cô áo đỏ thì tự tin. Đúng rồi, có vẻ rất là tự tin. Từ dáng đi cho đến lúc cầm micro hát, đưa cái tầng micro vào, thì cô này có nhiều khả năng trở là ca sĩ. Bây giờ ở đội khách mời đó, tôi đại diện á, là để tôi muốn là cảnh tỉnh hai đứa em của tôi là mới tham gia. Em ơi, thứ nhất là họ là đội nhà, họ đã quá dày dặn kinh nghiệm trong cái chuyện này rồi. Họ lừa mình đó, trong lúc bình luận là họ lừa. Dạ. Em hiểu chưa? À, đánh lạc hướng mình đó. Đánh lạc hướng mình. Đó. Đây bây giờ chị phân tích trước cho nè. Cô số 1 thì đúng như là anh Ngọc Sơn. Dạ. Là chị sẽ không chọn cô số 1. Nhưng riêng cô số 2 và cô số 3 thì đúng là hai người này là thanh sắc vẹn toàn. Tức là rất dễ làm cho người ta sẽ focus vô một trong hai người. Sai rồi. Cô số 1 tuy cổ hơi thấp chung cổ đẹp lắm cái nha. Cái này là Phương Thương nói về chiều cao luôn. Cổ hơi đẹp thanh luôn nha. Thanh sắc trong đó là nó có cả đứng về chiều cao, về dáng. Cô số 1 của mặt cô đẹp nín lắm á. Nín đi, người ta đang nói. Nín đi. Ê. Cái phóng ở trong đó ngồi luôn. Ý chị nói vậy. Đây. Chỉ có một cái điều Vân bị phân vân. Chị bị phân vân như vậy. Giữa cô số 2 với cô số 3 thì cái cách cầm micro của cái cô số 2 rất là điêu luyện. Chị để ý anh Ngọc Sơn á, mỗi lần mà ảnh ảnh hát cái nhạc, dòng nhạc này đó, cái micro nó giống như là một cái phương tiện dẫn chơi với ảnh vậy đó. Thì cái cô số 2 có cái thần thái đó nha. Còn cô số 3 cầm cái micro hơi bị cứng. Tức là cái độ này nó dày. Mà thường ca sĩ là người ta ngắt vậy nè. Đó, em hiểu không? Đó, tùy tụi em thôi. Dạ, đây chị Đại nè, rồi giờ tới phiên chị tiếp theo. Nhưng mà em với chị Vân thì em thấy cô số 1 rất là sợ sệt. Cầm cái micro dán đi cũng rất là sợ sệt. Và cái tai cũng không biết để đâu. Còn cô thứ hai thì không biết có đánh lừa mình không ha. Mà lúc thì đưa micro đây, lúc thì đưa đây. Nhép không trúng nữa. Đúng chị. Rồi. Mà cái lúc mà giọng ca, miệng thì ca mà micro để dưới đây đó, nè. Vậy là coi như phản xạ đó. Còn cái cô áo hồng á, để micro đúng nè, đúng cự ly như anh Ba Ngọc Sơn nói. Và dáng đi cũng rất là tự tin. Cho nên là em có hơi nghi cô áo hồng nhiều hơn. Số 3. Số 3 nhiều hơn. Còn cô áo số 2 em nghi cũng cả diễn. Chương trình lẫn đội nhà là tụi mình là những con cừu non mà bị người ta qua mặt mình. Trời đó, em hiểu chưa? Anh hơn anh khoảng bác rồi. Anh đi ăn á, anh rất thích ăn thịt cừu. Dạ, hai chị đây phân tích và các anh bên kia nói em đều đồng ý hết. Nhưng mà em nghĩ thế này, lũ lẻ nào chương trình trưng một cái món ăn mà nó dễ dàng, nó đơn giản ra cho mình. Đúng ăn rồi. Chị?
ít ra phải có xương hiểm hóc chút xíu chứ. Cô số 3 đó là nhìn hoàn hảo từ vóc dáng cho tới phong thái, cái đó ai cũng thấy và chúng ta dễ dàng lựa chọn cô ấy. Nhưng mà đâu có dễ ăn vậy chị? Không có dễ đâu, trời còn ơi. Còn cô số 2 thật ra cô ấy có một vài chỗ sơ sót khi cô ấy quên nhép hoặc là quên đưa micro lên nó chậm một chút. Có thể đây không phải là cái bài nhạc sở trường của cổ. Yes. Nhưng khi mà cô hát em để ý nha, tức là trong cái dáng của cổ, cổ có nhẹ nhàng, nhịp theo, lắc lư, nhạc cảm theo. Còn cô số 3 lại không thấy nha. À. Cô số 3 nha, rất là điêu luyện đưa micro lên nhưng mà gần như là không có cái cảm nhạc trong người. Lạnh lùng, lạnh lùng, dạ. Ca trong lạnh lùng. Còn cô số 1 có cảm giác như là có nhiều cái thiếu sót quá, đúng không? Nhưng như em nói và em cũng nghĩ rằng với anh Nguyễn Hưng á, biết đâu đây mới là cái nhân vật mà chương trình cố tình lừa gạt mình, đúng không? Vô. Đúng rồi. Cô số 1, cô không biểu diễn gì hết. Cô biểu diễn lung ta lung túng. Nhưng mà gương mặt hết sức xinh đẹp. Mà mọi người có để ý không? Tóc của cô số 1 á, em thấy là có nhuộm. Bên đây là có nhuộm rồi vén lên như vậy. Thì cũng có khi cô là ca sĩ, cô nhuộm tóc màu em mày. Em không thấy là ca sĩ đâu mà em cũng nhuộm đó. Thôi được rồi, bây giờ chúng ta đưa đến phần quyết định. Ưu tiên đội khách. Dạ khó. Khó rồi nha. Nào, 3 2 1 số mấy? Trời. Trời ơi trời. Số 2 lui. Đội chủ nhà. Số 1, bây giờ tôi thấy là chắc chắn không phải đó, cái kiểu này chưa yên mà tôi nghi lắm. Mình chọn số 1. Anh Nguyễn Hưng. Anh cũng chọn số 1. Anh Nguyễn Hưng. Nóng buồn quá. Số 1 lui. Số 3 đẹp vậy mà không lựa chọn. Cô số 3 mặc áo nổi, gương mặt cũng nổi. Hoàn hảo quá mà. Hoàn hảo quá, nguy hiểm lắm. Bây giờ cô ra cô hát giọng thật của cô ấy để mình biết cô ấy là ai. Xin mời số 3. Thank you.
mình hãy nói cho các anh chị được biết đi, mình có phải là ca sĩ không? Dạ, lời nói đầu tiên cho phép con được gửi lời chào tới quý cô chú Viền Linh và tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn. Con tên là Lê Phúc Hậu, hiện tại con đang là diễn viên. Chúc mừng hai đội. Sơn hỏi đi, làm diễn viên ở đâu đi Sơn? À, Hậu ơi, Hậu làm ở đâu, diễn viên ở đâu vậy? Dạ, con làm diễn viên ở sân khấu kịch Hồng Vương. Trời ơi, con ơi, trời ơi, sao đào tạo như người giỏi vậy? Anh biết không? À? Thực ra em không hề biết là Hậu nó đi thi này. Thì hồi nãy á, là lúc mà em đứng ở trong đây nè, tự nhiên có một con bé chào em vậy nè, chào vậy nè. Mình nghi thôi, tại vì á, là con bé này là lớp em chủ nhiệm, tại là em rất là rành nó. Tới chừng nó lên á, em nhìn cái mỏ của bả, cái phọt của bả, con bé này phọt rất là đẹp. Em nói tôi chết rồi. Tại sao? Bởi em confuse hai, số 2, số 3. Là tại vì cái số 3 là em đã nhận ra. Mai mốt đề nghị cách ly các người chơi với lại nghệ sĩ Hồng Vân nha. Không có biết. Cái gì, nhận ra học trò chơi kỳ quá. Thôi con, chúc con thành công rực rỡ nha. Mai mốt với bạn bè trong sân khấu Hồng Vân chơi, con tránh cô dùm một chú nha. Rồi, chúc con thành công nha, cô gái xinh đẹp. Dạ, con xin rồi. Chào chú. Cảm ơn con. Còn bây giờ thì sao? Chúng tôi nghỉ giải lao vài phút, tôi sẽ quay trở lại. Chờ chút nha quý vị. Johnny Mexford, gia vị cuộc sống. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với Ca Sĩ Bí Ẩn. Khi nãy thì quý vị đã xem phần biểu diễn của ba cô gái. Còn bây giờ ta sẽ đến phần trình diễn của ba chàng trai với bài hát Anh Chỉ Biết Câm Nín Nghe Tiếng Em Khóc. Rồi mưa hát sâu đêm buồn, con phố vắng tanh ngắm ai về trong mưa, đèn khuya điều hiu lay lắt soi bên hè, nghe mắt ai bao dòng lệ cay đắng. Em giờ đây nơi xứ xa quê người, hạnh phúc có không như em thường mong mơ? Dòng thư hồi âm vương tiếng em thở dài, đời đắng cay khi lầm đường lỡ bước. Tình yêu ngày xưa không sao nữa, kẽ bước chân em phút giây dại khờ một ai nỡ mai cướp mất em tôi. Và giờ đây khi cô đơn đã qua đi, còn lại gì em tiếc nuối. Anh chỉ biết câm nín nghe tiếng em khóc, biết làm gì cho em khi không được bên em. Thà làm đau chính anh hơn gấp trăm ngàn lần, còn hơn trông thấy em đau đớn vì ai. Trong bóng tối ai biết lời nguyện cầu vang đến em, cho tôi xin một chút ánh sáng soi lên niềm tin, cho bước chân lơ lầm tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa. Tìm lại về nơi trái tim, về lại nơi xưa, nơi em đã ra đi. Chúng ta vừa đến với phần trình diễn của ba chàng trai trên nền nhạc thu sẵn. Mình bắt đầu phân tích để tìm ra ca sĩ. Mời đội khách đi. Nhìn là thấy như vậy nè, thực ra có cái bạn số 5 á, là cái bạn mà mình phải note bạn lại ở đây để mình phân tích tiếp. Nhưng mà hai bạn kia thì như vậy nè, những cái ca sĩ trẻ mà hát cái dòng nhạc vừa rồi đó, cái thần thái của mấy bạn nó ngộ lắm. Bạn feel theo cái câu nhạc, cái giai điệu nhạc là chính. Còn cái diễn xuất của các bạn đó thì chỉ là những động tác để mà hỗ trợ thêm cho cái feel của bạn trong ca từ và trong cái giai điệu mà thôi. Thì hai bạn số 4, số 6 không có cái đó. Bạn số 5 có một chút ở khi mà lúc mà khi mà bạn ra đứng giữa ba người á, thì bạn là nổi bật nhất về cái vấn đề thần thái với cái cô bạn đó. Nhắc hơi đồ lấy ra hất cái cách mà kia nó ra đi,
giật một cái mà muốn sái ngoài hàm luôn đó, là nó là bạn số 5 có. Còn cái bạn số 6 thì em thấy giống như là được tập vợt đó. Dạ. Được tập kỹ, chỗ này đưa cái tay, chỗ này làm sao cho nên là bài bản. Còn cái bạn số 4 á, thì lúc đầu á, bắt nhịp chưa kịp, để cái micro vô hơi trật chút xíu, nhưng mà sau đó cũng sẽ lấy lại. Và những cái gạt đầu như bạn số 5 thì bạn cái thần thái như chị Vân nói là có. Cho nên hai cái bạn này đội mình phải nên để nếu ý. Mà chọn thì là mình sẽ chọn bạn số 5. Chị, nhưng đừng quên cái bạn số 4 theo em thấy nha. Cái khẩu hình của bạn á rất là tròn trong từng chữ luôn. Như bạn số 5 hồi nãy là em vẫn còn thấy hơi hời hợt. Dạ đò, nhưng dạ cái bạn số 4 là rất là tròn từng thậm chữ. Thậm chí là gân cổ luôn. Chị thấy luôn, thậm chí chị là ơi, gân cổ luôn. Thì ông nào gân cũng nổi cũng hơi, chà bá hết trơn á chị. Lấy hơi, lấy theo đúng cái giai điệu. Nhưng mà bạn này đã bị sai từ cái lúc mà tiếp cận với cái cô diễn viên múa mà ở cái ghế đá là chị thấy không đúng phải rồi. Còn à, cái anh loại từ đó, ngay từ đầu rồi. Cái lúc mà đưa cái cô đào kia ngồi xuống, yeah, vẫn bình tĩnh cầm cái micro và miệng vẫn hát bình thường. Cho nên là em nghĩ là có kinh nghiệm đó. Dạ, dài dạng rồi đó. Các anh sao rồi? Đó là phân tích của đội khách. Bây giờ mời ba sói ca của mình nè. Bây giờ mình phân tích bạn số 6 để cái micro hơi xa, sau đó đưa sát vô và sau đó đưa quẹo qua một bên. Nếu mà động tác thì bán chuyên, có thể là ca sĩ mới vào nghề thành ra còn hơi rung. Bạn số 5 á thì cũng tầm trung trung vừa vừa, không có giật micro. Bạn số 4 lúc mình thấy kéo ra như vậy, giống động tác của mình, nghĩa là không kéo xéo, không qua chật qua chật lại mà nó vừa phải. Khi mà âm thanh lớn bắt đầu cái giật ra nhẹ và sau đó đưa vào một động tác rất mềm mại, mình rất nghi bạn số 4. Nghi số 4. Anh thì anh thấy là cả ba em đều có những cái động tác nó tương tự giống với nhau. Riêng em số 5 là khi mà mình hát mà có một đối tượng để cho mình diễn được đó, thì em số 5 lại quên người con gái đó. Lúc vô kéo ghế ngồi, cô gái tới vẫn hát tỉnh mơ mà ngó chỗ khác không à, không có để ý gì tới cô gái hết, mà nhân vật chính là mình phải hát cho cô gái đó. Còn em số 6 vô sau cái điệu bộ rất là, nghĩa là bình tĩnh, không có gì, cái gì mà coi như là như thường hết đó. Chỉ tội nhất là em số 4 khi mà bước vào thì cô gái đã ngồi đó rồi. Em chỉ đến dịnh nhẹ như là cho biết rằng là có anh tới đây để mà an ủi em. Thì lúc đó cô gái đứng dậy thì anh số 4 không còn cái gì được đó. Thì ảnh mới là để chú ý về cái hát của ảnh hơn. Anh thấy là như vậy đó. Nhưng mà cái chuyện mà chọn ai bây giờ để em hồi cho anh bỏ bạc lại sao nhé. Em tập trung anh nghe quá trời luôn. Anh không thích vậy anh chưa chọn đúng không? Sợ lộ bài. Nguyễn Hưng anh thấy sao? Như là chúng ta quên một cái người xuất hiện đầu tiên. Thì hình như đó em số 4 này hát bằng hồn nhiều hơn luôn. Em xuất thần từ cái microphone em đưa xuống, thấy không? Anh cảm thấy nếu mà cho anh suy nghĩ chút thì anh biết đâu anh là chọn người số 4. Em ý kiến với chị Dân với chị Mỹ của em cái. Theo em nghĩ là canh số 4 có nhiều cái khả năng hơn. Giống như cái top đầu tiên thì cô số 1 có vẻ lép vế về mặt ngoại hình so với hai cô kia, chúng ta đã không chọn. Thì ở cái lứa thứ hai này xuất hiện thì cái bạn mà có vẻ hơi lép một chút hay là bạn số 4 sẽ là cái sự lựa chọn của chúng ta. Không, nhưng chị sẽ không chọn bạn số 4. Tại vì bạn đó là chiếm cái độc quyền của bạn chị, là cái dép tổ ong chị mới thích. Dép tổ ong chỉ là quyền linh được đi thôi. Không được một người thích thì dẫn chị thương bạn chị. Rồi bây giờ theo Thoại Mỹ, em chọn số mấy? Theo em thì em chọn số 5. Số 5. Chị cũng chọn số 5 đi tu. Rồi, thì Đại Nghĩa số mấy? Em chọn số 4, em sẽ chọn số 4. Nhưng mà em vô nghĩa. Nghĩa thôi. Ơi, bây giờ em là Đại Nghĩa nhưng thực chất trong giây phút này em vô nghĩa. Em là vô nghĩa. Muốn đổi con quá à. Bây giờ hai người phụ nữ nào chọn số mấy? Số 5. Số 5. Số 5 lười. Chủ nhà. Số mấy? Số 4. Số 4. Qua bển ngồi đi. Lùi. Các anh không mấy cho em gia nhập bên đó được không? Qua bển ngồi luôn cho em nhập đội. Hai đứa nữa tụi tôi là chống lại cho bốn cái ông đàn ông luôn. Anh số 6 diễn sao mà ai cũng nghi ngờ bạn hết vậy bạn. Bây giờ thì số 6 sẽ hát bằng giọng thật của mình. Răng lá đùa
khúc yêu đương. Và em có nghe khi mùa thu tới mang ái ân mang tình yêu tới, em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé. Em có hay mùa thu mưa bay gió nhẹ, em có hay thu về hết dấu cô liêu. Và em có hay khi mùa thu tới bao trái tim vương màu xanh mới, em có hay hay mùa thu tới hồn anh ngất ngây. Nắng úa dệt mi em và mây xanh thay tóc rối, nhạt môi môi em thương nồng tình yêu vương vương mà hồng. Sẽ hát bài cho em và dù chúc mừng thí sinh số 6, mặc áo đẹp quá. Em có mệt gì không? Tại vì hôm nay là lần đầu tiên mà em đi tham gia một cái game show nên em có hơi bị tâm lý một chút xíu. Đúng rồi đó. Dạ. Cái bài này buồn hát buồn thiệt luôn á. Bây giờ thì phải nói mọi người biết em là ai, em làm công việc gì, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, trước hết là em xin gửi lời chào đến hai đội khách và đội nhà, anh MC Quyền Linh và khán giả đang xem truyền hình. Em tên là Nguyễn Thái Thụy, hiện tại là công việc của em là bán hàng online. Ủa, thường em thấy mấy bạn mà bán hàng online là lanh lắm nha. Ừ, nói nhanh hoạt bát online lắm. Rất là lanh lớn luôn, luôn tiếng lớn luôn, sao bạn này hơi nhút nhát. Dạ, có nhưng mà có một cái này nè, cái món hàng của em này nó cũng hơi bị đặc biệt. Hả? Nó đặc biệt ở chỗ là em không mất phí nhập hàng về, em cũng miễn phí ship cho tất cả các khách hàng toàn lãnh thổ Việt Nam, cả nước ngoài. Trời ơi, em nghi của chị, khi mà không có phải tốn tiền nhập hàng về, tức là phải cái gì đó vốn tự có. Bán gì nè? Bán gì vậy em? Dạ, em bán âm nhạc và em là người sản xuất âm nhạc. Câu giải thích rất tuyệt vời. Từ trước đến giờ em hòa âm cho rất nhiều ca sĩ đi thi game show lẫn các chương cuộc thi âm nhạc khác. Nhưng mà lần đầu tiên là mình hòa âm cho chính mình để hát trong cái chương trình này luôn. Rồi, chúc mừng cho nhà sản xuất âm nhạc. Cảm ơn em đã tham gia chương trình. Chúc em nhiều sức khỏe và có nhiều tác phẩm âm nhạc hơn nữa cho nhiều nghệ sĩ hơn nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ. Thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi tạm nghỉ giải lao vài phút. Một chút xíu nữa, Quỳ Linh sẽ quay trở lại. Chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau ở phần ca sĩ bí ẩn. Đội khách hiện nay đang sở hữu hai thí sinh. Chúng ta sẽ tiếp tục xem và lựa chọn cho mình một người mà mình nghi ngờ đó là ca sĩ để xem có đúng hay không nha. Xin mời quý vị đến với đôi song ca của đội khách. Tư là tư, dần thân tỷ hơi tứ hành xung, tí ngọ mèo dậu ai đời lấy nhau. Trót thương em gái bên nhà, có sung có kỳ anh cũng liều mà cưới em. Ý, đâu có được. Ba mẹ mà nghe anh nói vậy á là giết em chết à. Trời ơi, giờ này á người ta cởi máy cày lên cung trăng rồi, dị đoan gì mà dữ vậy trời. Anh tuổi Dần, em tuổi Thân, ba em tuổi Tỵ, má em tuổi Hợi, tính ra cũng tứ quý mà. Tứ quý cái gì mà tứ quý, Dần Thân Tỵ Hợi tứ hành xung thì có. Vậy là chết tôi rồi. Thân tôi sâu số thương anh hai.
thầm ước anh sẽ mang câu trầu qua nhà người ta. Đẹp đôi uyên ương giang đầu xóm đang rước dâu từng bình hai họ mừng vui. Anh ơi, duyên số ta không mai, ba mẹ em bằng lòng con ông sáu sang vào xóm bên. Trời xanh anh ta mang tuổi túc, cùng số luôn sang vào xe đẹp nhà cao. Còn em căn thân anh cũng biết, xung khắc hai gia đình cha mẹ ta không có ưng. Trai nó không phải là ca sĩ cho nên mới loạn đoạn nghiệp á. Mặc là em nghĩ cái ca sĩ nó còn trẻ chị ơi. Số phận đám cưới ta không có nên, vì đâu uyên ương nay lẻ bóng, chia cách nhau đôi đường đau lòng người ơi. Thì thôi trăm năm duyên lỡ bước, câu sắc son chung tình xin hẹn kiếp sau. Chúng ta vừa xem phần biểu diễn của số 2 và số 5 của đội khách. Bây giờ thì mình chỉ có một lựa chọn thôi. Bắt đầu phân tích nào, xin mời. Chị Mỹ, chị thấy sao chị Mỹ? Chị thì chị thấy là cái em Nam hồi nãy nhiều khi hát nhà trẻ, cái nghe nhạc dân ca thì cái nhịp nhiều khi chưa có nghe quen, cho nên là bạn ấy cà giật và loạn choạn nhịp không có vô chuẩn. Còn cái bé nữ thì có loạn choạn xíu xíu thôi, nhưng mà rất là chững chạc, có diễn sâu nữa. Cái anh Nam là tôi đã nói tôi không có thích một người nào đi dép tổ ong hết. Mãi chưa bạn tôi là tôi đã không thích rồi. Chị ơi, tại vì bữa nay anh Lưng không đi dép tổ ong. Tại vì bận bộ đồ đó phải mang dép tổ ong. Chứ chị tưởng tượng đi, ổng mặc cái bộ đồ đó rồi mang đôi giày tay rồi coi sao được. Không, cả luôn mà kìa. Là dép khác không được dép tổ ong. Nó lạ cái tánh vân vậy đó Linh. Linh, mang vô em mang giày vô. Mang giày vô. Để dép anh mang. Đó chị thấy kỳ không? Bận bộ đồ bà ba mà mang cái đôi giày đó rớt. Bên kia anh Linh bận bộ đó đó mà mang cái dép tổ ong. Đẹp theo kiểu Quyền Linh, đẹp theo kiểu Quyền Linh. Không hỏi ai nói gì hết. Rồi, chung quy vẫn là ở cái micro thôi. Vấn đề là cái bạn Nam kia kìa. Thứ nhất là thay micro liên tục, cứ bên đây rồi cái chuyển qua bên đây. Nhưng mà thay cỡ nào đi chăng nữa thì cái cự ly á, hãy an toàn cho cái giọng hát của mình. Là ca sĩ là luôn luôn họ có cái điều đó. Thì bạn này không có. À, bạn nữ tôi để ý là bạn kiên định với cái micro của bạn ở một cái tay quen của bạn thôi. Bạn có thay đổi phút cuối cùng cái mi này nhưng mà cự ly rất ok. Cự ly vẫn đúng là cự ly của một ca sĩ. Ơi, ta hát ta muốn để đâu? Thậm chí ta để bên đây nè. Không, để đây là để sao luôn đi ơi. Anh Ba Ngọc Sơn, anh để cái micro dưới đất rồi anh đứng lên, anh đứng hát vẫn được mà. Lên đây. Không ai hiểu tôi cái vụ cự đây. Cái cự ly không phải là cái này, không phải là cái này, không phải là cái này mà là cái này. Cái chỗ đây là cái bạn Nam là lúc là đổi qua làng giày, cầm giày. Anh Ngọc Sơn có bao giờ anh cầm hát anh để vậy đâu. Rồi mà bạn cầm giày. Còn bạn nữ đó lúc nào cũng là ở một cái vị trí rất tuyệt vời mà tôi đã để ý bạn từ lúc đầu. Cái tay bạn luôn luôn như thế này. Để bạn làm cái cần á, cái chỗ này là cái sự mà cân bằng của cái mi. Linh hiểu không? Và khi bạn đổi cái này tay bạn cũng như vậy. Chứ còn bạn này là không, giày. Giày. Chuẩn chưa chị Vân ơi? Anh Quyền Linh ơi, anh hiểu chưa? Nếu mà nói về soi trời ơi, trời ơi, chụp em coi em từng hú. Coi anh soi diễn rồi, em ơi. Từng coi anh, em từng coi anh, em thần tượng các anh cho nên rất là để soi. Ý đến chuyện đó của các anh. Nói chung là nghệ sĩ Dân Hồng Vân rất là để ý tới cái micro. Nhưng mà đây là kiểu em mà ca sĩ mới ảnh. Dạ. Cho nên nó rất là khó là cái anh, chỗ mà cái phán quyết cuối cùng nó đi vào bản năng rồi. Em nói cái người ca sĩ là bản năng của họ rồi. Rồi thôi được rồi, mình quyết định thôi. Số mấy? Đứng đầu quá, đứng đầu quá. Vân số 2 rồi đúng không? 2, 3. Số 2, lui. Bây giờ là số 5, anh biết em là ca sĩ. Em hãy bước ra và hát bằng giọng thật của mình để chứng minh cho nghệ sĩ Hồng Vân là đã là ca sĩ, cầm ở đâu cũng được, cầm ở đây cũng được, cầm ở đây cũng được, thậm chí cầm đây cũng được. Không được, không được, cầm như vậy là không được. Dây. À đó. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe giọng thật của ca sĩ số. Bao nhiêu lâu để anh quên từng ngày, thời gian cứ thế trôi qua mau. Nhưng hôm nay anh đã có một người ở bên anh không lo sớm mai và anh không
năm rồi, số năm ca sĩ đó. Lòng muốn mang em về nơi này, baby. Tình anh đi cho anh thấy nụ cười mà anh mang theo mỗi đêm. Vẫn nói những tiếng yêu kia dù vài lần anh đã mơ. Vậy là hồi nãy là ông đội tóc giả. Thì chẳng cần nghỉ phép đâu, baby. Giờ lòng chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ. Từng ngày vừa trôi đi, vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào. Ngày bão tố còn về đây không? Liệu chút nắng có mang em về? Chờ ngày được bên em, được quên anh. Ngày nắng ấm áp hôm nào? Peches ti amo, ti amo, ti amo. Peches ti amo, ti amo. Thay đổi mình từ lên đôi vai anh hao gầy, nơi con tim anh chỉ thuộc về người anh mong đã bấy lâu. Và anh biết trái tim anh thật lòng muốn mang em về nơi này, baby. Tình anh đi cho anh nghe một lần rằng em yêu anh rất nhiều. Vẫn nói những tiếng yêu kia dù vài lần anh đã mơ. Yêu em thì chẳng cần nghỉ phép đâu em ơi. Giờ lòng chỉ yêu em và thế biết đến bao giờ. Từng ngày vừa trôi đi, vẫn qua đi và mãi chẳng biết khi nào. Ngày bão tố còn về đây không? Liệu chút nắng có mang em về? Chờ ngày được bên em, được quên anh. Ngày nắng ấm áp hôm nào? Peches ti amo, ti amo, ti amo. Peches ti amo, ti amo. Xa. Người hãy nói là anh sẽ ở mãi bên em, yêu em không màng tháng ngày. Yêu em không cần giờ này, chỉ yêu em và yêu em và thế biết đến bao giờ. Từng ngày vừa trôi đi và qua đi và thế chẳng biết khi nào. Ngày bao tố còn về đây không? Liệu chúa nắng có mang em về? Chờ ngày chưa dần dần thấy chưa à, dần ơn, thấy chưa không nghe tôi thấy chưa các bạn em có chọn bạn này mà rồi mời số năm ghê thiệt em ta mang giả che cái tóc này đi giả rồi bây giờ cầm cái micro đúng chuẩn luôn ha tất cả ghê là do em hả? Tất cả là tại em diễn sâu quá em cầm cái micro mà nó không có ổn định nó sụp xà sụp sạch tiên em thấy cô Hồng Vân em sợ. Bây giờ quan trọng là tuyên bố đi cưng. Tuyên bố đi, hãy tuyên bố đi. Tuyên bố. Dạ em xin, con xin chào tất cả mọi người. Con là Neon, hiện tại là ca sĩ tự do. Chị chân, chị thấy chưa, chị chân. Anh đã nói rồi, anh nói đi nói lại. Anh nói cô kia mà chúng ta cầm cái micro nó sai cái cự ly một chút thôi mà chị khó quá. Tại vì con đi cái đôi dép tổ ong thôi chứ không phải lỗi. Thấy chưa? Tôi nói rồi cuộc đời chị Dân là hồi đó bị ong chích. Cho nên là có thù qua đi dép tổ ong. Trời ơi, nó cầm cái micro rõ ràng là một người không biết hát luôn. Trời ơi, ghê thiệt. Lỗi của cái bộ tóc giả của con nữa, cô không nhận trời ra ơi, con ơi, cái dòng đầu giả. Em nói loạn nội bộ tôi hết rồi. Cô gặp con rồi, cô nghe con hát rồi luôn. Thôi bây giờ được rồi. Bây giờ để cho em vô đi chạy show đi hát đi. Để mọi người cãi nhau nữa. Cảm ơn số 5 rất là nhiều nha. Hát hay đó, rất là hay nha. Số 5 ơi, cảm ơn tất cả mọi người. Hồi nãy chị Mỹ có nói về bạn này đúng không? Dạ. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với song ca của đội chủ nhà.
nhiêu cuộc vui, bấy nhiêu giọt sầu. Em đã khóc cho anh từng đêm. Bao nhiêu cuộc say, bấy nhiêu hận sầu. Em đã lỡ vương mang vì ai. Đêm thâu từng cánh, cô đơn em chờ. Rồi đến lúc nỗi đau vỡ hoa thành tiếng mưa đêm. Em muốn quay lưng bỏ lại niềm đau phía sau. Em muốn ra đi, ôi không cần anh nữa đâu. Em đi từng một con gái anh từng cô gái coi đi em, nhưng con yêu kêu tình yêu em dành cho anh. Mình phải bắt nam bên đỉnh rồi, không bao giờ ai mà đứng nữ nữ vô đó. Cho anh một lần nữa thôi, hãy đến bên anh lần cuối này thôi. Vì tình yêu em dành cho anh quá lớn, vì tình yêu em làm hay đổi đời anh. Vì tình yêu xin hãy tin anh thêm một lần. Vì tình yêu xin hãy nhắc nhở rồi đó ha, cái lôi kéo rồi ha. Đây là hai thí sinh của đội chủ nhà số 1 và số 4. Anh Lê Viết Phương, theo anh thì ai sẽ là ca sĩ? Anh nghĩ nhất định phải là người con trai. Quả thật là khi mà ra lần đầu tiên đó, dạ, thì anh thấy là không có cái chỗ nào để mà cái em nó diễn được hết trơn á. Và bây giờ Thảnh đối với lại cái người con gái mà hát chung với mình thì anh thấy rõ ràng là một ca sĩ. À, còn anh Ba Ngọc Sơn theo anh thì thế nào? Cũng khó lắm. Nhiều cái thần đồng. Cũng khó. Nhiều lắm. Cái thần đồng xuất hiện lắm. Nhưng mà mình thì vẫn dành riêng cho cô gái. Riêng cô gái. Còn anh Nguyễn Hưng, em gái. Bạn trai đồng diễn của em á, họ diễn quá xuất sắc. Thậm chí từ cái bàn tay họ đưa ra nắm lấy tay em, từ một cái giống như một cái sự giao lưu, thì hình như là anh thấy là em trai đó quá chủ động. Với con mắt của anh á, nếu mà cái game này mà lộn nữa thì chơi chắc anh phải ngồi tiếp game nữa. Đó là một cách gài. Gài. Em cũng xin noi gương anh Nguyễn Hưng. Và thưa tất cả quý vị, chương trình đúng là có cái sự cài cắm rất là tinh vi. Và nếu như mà để cho em có thêm nhiều cái kinh nghiệm để mà soi mà chọn ra được những cái thí sinh chính xác á, thì tốt nhất chương trình nên mời em thêm một game nữa. Chúng ta đã phân tích xong, mình có 3 giây để lựa chọn xem số 1 hay là số 4. Anh chọn số 4. Anh Ai Bích Phương số 4, anh Nguyễn số 4, Ngọc Sơn số 1. Vậy thì Ngọc Sơn bị loại khỏi vòng chơi. Số 4 lui. Số 1 sẽ hát một giọng thật để xem quay lại. Mời số 1. I'm gonna hate.
ngờ anh nên giờ em xóa hết anh cho không khí trong lành. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No 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 no, I will never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Yeah 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 yeah, I could be better. Woo! Chẳng biết về nhau, rồi người vội vã đôi tay nên mình em mù sầu. Tại vì em ngốc nghếch nên chẳng nghĩ ngờ anh, nên giờ em xóa hết anh cho không khí trong này. I'm gonna love, gonna love, gonna love, love you. No 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 no, I will never. I'm gonna hate, gonna hate, gonna hate, hate you. Cảm ơn Vũ Đoàn Em Cây. Chào con, chắc con đến từ nhà thiếu nhi nào đây? Em quay qua em nói chị Dân, chắc bé đến từ đội ca nhà thiếu nhi quá. Đúng rồi đó, gì đâu mà anh em xóa hết anh để cho không khí trong lành ghê quá. Con trời này chắc cũng cỡ 12, 13 tuổi vậy thôi à. Bây giờ con giới thiệu cho mọi người đi, con tên gì, con đến từ đâu, con bao nhiêu tuổi? Dạ, con xin tự giới thiệu, con là Luli và hiện tại con đang là một streamer. Con thường có nickname là Luli 12 tuổi, tại vì mọi người nhìn 12 tướng tuổi. Con thì hơi bé nên là cứ nghĩ con 12 tuổi, nhưng mà thật ra con 21 tuổi. Chú nghĩ chắc con 12, 13. Cỡ bằng con mình hé, bằng đúng 12, rồi. Cỡ bằng Bí Ngô. Ủa wow. Vậy là con sinh năm ha? Dạ, con sinh năm 1999 ạ. Trời, 9X luôn. Wow. Trời ơi, bây giờ nè con. Dạ. Con làm, tức là con live stream đó hả? Dạ thì hiện tại là con chỉ làm live stream thôi. Nhưng mà con cũng có ước mơ là sau này sẽ trở thành ca sĩ. Chưa nào. Sơn cho con đi học đi, cái giọng con hay á. Con live stream về chuyên môn về hát trên live stream phải không? Dạ, con stream về game và nói chuyện với mọi người. Vậy hả? Dạ. Vậy là đó có sẵn khiếu ăn nói rồi, tiếp xúc với đại gia đình mọi người rồi nha. Bây giờ con có thể chưa là ca sĩ, nhưng mà qua ca sĩ bí ẩn, mọi người sẽ biết đến con nhiều, yêu mến con nhiều hơn. Giọng hát của con, bước nhảy rất là điêu luyện. Chú chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn chú. Cái giọng hát của con nó có một cái nét giọng hát hay, hay lắm. Hơi ngọt ngào rất lắm. Rất là siêu kiêu, cho nên mà chú nghĩ mà nếu bây giờ hiện tại con đang làm livestream á, nhưng mà trong tương lai á, nếu mà con muốn theo cái nghề này thì chú nghĩ không thành vấn đề. Tại vì đâu cần mình phải cao, đâu cần phải đấy đâu, phải không? Dạ. Nhưng mà quan trọng là cái chất giọng của mình, phải không? Và cái phong cách con trình diễn. Đó, mà với cái cách nói chuyện của con như thế này thì chú nghĩ là trong tương lai con sẽ luôn ok. Dạ, nha, cố gắng lên, cố gắng lên nha. Trời ơi, mặt sáng quá trời luôn. Chúc con thành công con gái nha. Dạ, cảm ơn chú ạ. Quá trời đất luôn ha. Trời ơi, giống đẹp quá trời xinh luôn. Thôi bây giờ cho chúng tôi tạm nghỉ một vài phút, chút xíu nữa Quỳnh Linh và mọi người sẽ quay trở lại cho quý vị nha. Xin chào. Johnny Mexford, gia vị cuộc sống. Xin chào quý vị, chúng ta đang đến với giai đoạn cuối của chương trình Ca sĩ Bí ẩn. Đây là giai đoạn căng thẳng nhất. Ca sĩ Bí ẩn số 7 sẽ xuất hiện, nhưng mà cơ hội chỉ có một thôi. Chúng ta có một cái gì đó thi chút xíu đi. Chúng ta phải công nhận là bây giờ đang có người đàn anh ngồi đây. Đúng rồi. Nếu anh Phương ngồi đây thì bây giờ là chỉ có anh Phương hát thôi. Thật sự cả nhà hôm nay rất là muốn anh với Phương hát. Anh là hình ảnh trong trái tim của tất cả mọi người, chứ không phải thi thố gì đâu. Nếu mà để cho bên đó hát trước thì làm sao bên đây dám há mỏ. Đúng rồi. Để đúng cho không? Bên đó hát. Đúng rồi. Trời ơi, em gan vậy hả Nghĩa? Mình phải hát trước, mình mới có niềm tin chị. Trời. Chứ bên đó mà há một cái là mình cái tắt đài, mình rụt mặt. Mình phải cố gắng nữa, cố gắng mãi. Dạ. Và bây giờ tiết mục của đội khách bắt đầu. Ôi đàn bà là như niềm đau, ôi đàn bà là ngọc ngà trăng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Phiên bản lỗi,
Ngôi sao thơ giấc vương thay chi riêng mình ta. Trời ơi trời ơi. Tiếng hát thanh to của những chú chim vượt qua. Yo. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường. Tôi đề nghị nhạc không có theo tôi nha. Tôi không theo được nhạc mà nhạc cũng không bao giờ theo được tôi. Thế đó. Những đêm trường giá lạnh. Trời ơi, nó lạnh quá rồi sao đấy chị? Mà cha nằm ôm con. Ôm con rồi sao nữa? Sưởi ấm những đêm dài. Rồi sau đó sao nữa chị? Rồi nó ngủ rồi chứ làm sao? Trời ôm cỡ đó, sưởi cỡ đó mà không ngủ thì làm cha làm sao được? Dạ xin một tràng tay cho Tam Ca ngẫu nhiên tụi em. Cảm ơn Tam Ca. Tội nghiệp, rất là tội nghiệp và đại nghĩa. Ngồi ở bên đó đó, tất nhiên là ông thịnh mà dương suy, dạ, suy lắm anh ơi. Bởi vậy đại nghĩa hát cái bản đàn bà đó không được. Nghĩa phải hát giống như anh vậy nè. Dạ. Yes. Ôi đàn bà là những niềm đau, hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao. Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng đêm nay. Ôi đàn bà là vần thơ say khúc nhạc chùa cây. Hay quá. Dạ thưa quý vị, đó là danh ca Elvis Phương. Vĩnh biệt thêm chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời. Hỡi đàn bà ơi. Lên nơi em xin phép nói cái điều này, bởi vì thật ra ba chị em tụi em ở đây đều rất là ngưỡng mộ các anh ở đây. Đây là những cái ca khúc mà thần tượng với mình, đã mình gắn liền với mình cả liền một khoảng thời gian rất là dài. Không bao giờ mình được nghĩ rằng có một ngày nào đó em ngồi ở đây để hát cho ba anh ở đây, đặc biệt là chú em Viết Phương. Một lần nữa cảm ơn chương trình Ca Sĩ Bí Ẩn đã cho em có một cái cơ hội ngồi đây để được gặp những thần tượng cả một thời thơ ấu của mình. Vâng, cảm ơn những giây phút vừa rồi đã làm cho tôi rất là xúc động thưa quý vị. Còn bây giờ thì sao? Dạ, chúng em xin ngồi thụ động ở đây và để nhường hoàn toàn cho đội chủ nhà. À, cảm ơn đại khách. Như vậy quyền ưu tiên thay đổi thuộc về đội chủ nhà. Xin mời sự xuất hiện của ca sĩ Bí Ẩn số 7. Xong chưa quý vị ơi? Từ ta nói chờ từ sáng tới giờ, lớp nào nó mệt, lớp nào nó đói, lớp nào nó bắt hát nữa. Giờ sao? Chọn thì chọn, không chọn thì chọn, quyết định đi chứ. Nghe cái giọng nói này, giọng này là cái đài từ rất là hay. Từ chắc dân chuyên nghiệp về cải lương. Đúng thế rồi. Thế là giọng ca sĩ chuyên nghiệp, giọng này là một giọng chuyên nghiệp. À, nói như là Sơn nói rồi này kia đó, thì anh nghĩ là cái hơi thì rất là tốt rồi này kia. Nhưng mà anh không công nhận đó là một ca sĩ. Rồi anh Nguyễn Hưng. Không, nghe tôi đi. Nó nói rồi, đàn anh mình nói rồi. Sơn muốn chọn cậu đó đó. À, số 7. Sơn muốn số 7. Mình bỏ phiếu nha. 1, 2, 3, bắt đầu. Sao tôi có 7 hả vậy? À, bây giờ tôi có 7 hả? Anh Phương thay đổi rồi. Vậy thì ca sĩ Bí Ẩn vô nghỉ đi. Rồi. Chúng ta sẽ đến với giọng hát thật của thí sinh duy nhất đội khách. Đó là thí sinh số 2. 2. Ai mà duyên ta lớn nói gì
sĩ à. Chắc cài. Nếu xưa đôi mình chưa lâu đường quê chung lối, nếu xưa không hẹn bây giờ làm sao để tôi chạy lên tôi ôm nghe. Con là Vũ Đoàn Việt Hải, người mà nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nãy giờ cứ theo sát sườn luôn. Em phải nói cho người biết em là ai, em có phải là ca sĩ hay không? Dạ, lời nói đầu tiên thì cho phép em xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị ạ. Em tên là Ngọc Hân, em là ca sĩ ạ. Ca sĩ lên ôm liền, ca sĩ mà. Lên ôm liền, lên ôm liền. Hát hay quá mà, hát hay quá. Trời đất ơi. Nói sao làm vậy? Chị Dân ôm xong chưa cho tới phiên em. Rồi ôm đi. Cảm ơn. Đó, ôm luôn. Trời ơi. Rồi, đi về xin lỗi mấy anh luôn. Sao vậy chị? Đi về xin lỗi mấy anh. Mình thắng mà chị. Mình hổn quá, không có được. Xin lỗi là tại vì mình phóng lên. Mình phóng lên như vậy là không được. Tức là mình em út mà mình dám thắng. Mình hổn quá chị. Đúng rồi. Dạ xin lỗi. Dạ. Chưa, đừng có vội mừng. Đúng ra là mấy em phải để đàn anh ôm trước chứ. Không, chưa được vội mừng, mấy anh còn ca sĩ số 7 mà. Thì đúng rồi, nhưng mà anh cho. Ta nói đâu. Cho em hỏi cái là em đi hát thường là mình hát ở đâu em? Dạ, hồi thời điểm trước thì em hay hát ở sân khấu Trống Đồng 126 rồi các cái phòng trà. Mà em có bao giờ hát cải lương không? Dạ cũng có, tại vì em từ Đoàn Nghệ thuật Cải lương Đồng Nai ra. À, bởi vì nghe rồi, cái giọng mình nghĩ rằng là mà, chắc là một người đã từng hát cải lương. Dạ rồi. Nhưng mà em là chuyên về dân ca nhiều hơn ạ. Dân ca à, dạ. Xuất thân từ đoàn cải lương rồi, nhưng mà chỉ hát dân ca thôi. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em. Bây giờ thì cái người mà mới vừa bị đội chủ nhà loại đây đó, số 4 đó, thương đứt ruột anh Linh ơi, thương quá, thương đứt ruột, nâng niu bé từ vòng đầu cho tới vòng cuối cùng, hất một cái văng ra ngoài lấy số 7 vô. Bây giờ bước ra mày mới là ca sĩ biết sao ta. Thí sinh số 4, bạn ấy là ai, có phải ca sĩ hay không, xin mời. Mẹ tôi khóc với tôi những lúc chân đầu té tôi đau mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi rồi còn trông nuôi. Mẹ tôi bước với tôi những bước chân đầu té tôi đau mẹ gặp trăm lần. Lúc tôi cần là mẹ bên tôi, lớn khôn rồi giờ còn trông nuôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, những yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hát giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ hy sinh cả cuộc đời. Đổi uổng quá, đổi uổng quá. Uổng quá. Tôi khóc với tôi những lúc tôi buồn, nếm với tôi cay đắng tủi hơn. Lúc tôi cười mẹ còn vui hơn, cả cuộc đời của mẹ là con.
tôi những bước chân đầu. Té tôi đau mẹ gặp trăm lần, lúc tôi cần là mẹ đến tôi. Lớn khôn rồi ngờ còn trong nuôi. Mẹ ơi, con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con chưa thiếu một ngày. Lúc vui buồn của một phút con trai, mẹ là cha mà con mơ tìm thấy. Mẹ ơi, bao tháng năm vất vả ngược xuôi, cho hôm nay con hạ giữa mọi người. Sau ánh đèn con chỉ có mẹ thôi. Cảm ơn mẹ, hy sinh cả cuộc đời. Hay quá. Một tiết mục rất là đẹp, một tiết mục rất là hay, với hình ảnh người mẹ với cánh gánh hàng rong. Một gánh hàng rong đã nuôi lớn biết bao nhiêu kỹ sư, bác sĩ, đã tạo nên bao nhiêu cái sự thành công của hàng triệu triệu người. Gánh hàng rong đó nằm trong trái tim của hàng triệu người con của chúng ta. Một bài hát rất hay, rất là ý nghĩa. Cảm ơn em trai rất nhiều. Lời đầu tiên cho phép con xin gửi tới chú Ngọc Sơn, chú Vít Phương và chú Nguyễn Hưng, cô Hồng Vân, anh Đại Nghĩa và chị Thơ Mỹ và anh Nguyễn Linh. Và tất cả quý vị một lời chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất ạ. Rồi, ca sĩ rồi. Thuộc tên ghê. Và trước khi giới thiệu cho phép con có một chút tâm tình như thế này. Cái ngày con qua chương trình, hôm nay là tháng 7, là tháng Vu Lan. Về gánh hàng rong đó là ngày xưa mẹ của con gánh như vậy. Như vậy, bằng cá để mà nuôi anh em. Gánh cá để mà nuôi anh em tụi con có ngày hôm nay. Cho nên khi mà anh Linh nói tới tự nhiên trong lòng của con rất là khó chịu. Bây giờ khi mà lớn lên rồi mới biết được cái công ơn cha mẹ của mình, thì con biết là khi mà chương trình này phát sóng là mẹ của con sẽ là xem trên TV. Cho nên cũng nhân dịp Vu Lan này cho phép con được có một phút để mà dành tặng tới mẹ của con. Chúc mẹ của con tất cả thật là nhiều sức khỏe, và là sẽ giống như trong bài hát của con hát là con lớn lên giữa một vòng tay, nhưng yêu thương con như thiếu một ngày. Để hôm nay con hát giữa mọi người, xin cảm ơn cả cuộc đời của mẹ đã dành cho con. Con xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con và cho con có được ngày hôm nay. Con xin cảm ơn. Con ơi, nghề bán cá hoặc tất cả các nghề nào trong xã hội đều rất đáng trân trọng, đáng kính trọng, vì họ là những con người làm ăn lương thiện. Cho chú gửi lời thăm cha mẹ cho và đại gia đình khu mà làng chài nhé, bà con. Rồi hôm nay con hát rất là tốt, chúc mừng con nha. Con cảm ơn chú. Cái bài hát này của em, tình cảm của em dành cho mẹ, anh ngồi anh cũng muốn rơi nước mắt. Tại vì mẹ anh cũng vừa mới mất năm vừa rồi. Thì mình làm con mà, đối với đó là cái hiếu thảo đối với cha mẹ thì ai cũng phải có. Nhưng em có biết không, em hát cái bài hát này, cử chỉ của em, động tác của em, hành động của em diễn từ đầu đến đuôi. Em ơi, anh nghĩ mà em mà không lên sân khấu em không đi hát là uổng lắm. Uổng lắm, anh nói thật em vừa có giọng, em diễn xuất bằng cả cái nội tâm của em. Mà dù có thể là em chọn cái bài mẹ này, thì thôi anh cũng rất là cảm ơn em. Xin cảm ơn ca sĩ Bí Ẩn, cũng như cảm ơn em hôm nay lại cho anh thấy một cái người nữa. Trong tương lai nếu em theo đuổi được nghề hát này, thì anh nghĩ em sẽ là một nghệ sĩ thành công. Cảm ơn em nhiều. Cảm ơn Nguyễn Hưng. Anh Nguyễn Hưng, anh cũng muốn nói gì không ạ? Anh rất là xúc động khi mà nghe em hát. Tại vì tháng 3 vừa qua, anh thú thật, khi mà anh từ Hoa Kỳ về Việt Nam thì mẹ anh mất ở bên đó. Anh không có về để mà chôn cất mẹ anh được. Mặc dù anh cũng đã lo cái chuyện hậu sự cho mẹ anh trước rồi. Khi mà nghe cái bài hát của em, anh xúc động lắm. Cảm ơn em. Cảm ơn em, cảm ơn bài hát vừa rồi.
Cảm ơn phần minh họa của Vũ đoàn Việt Hải đã đem đến rất nhiều cái cảm xúc về mẹ. Cảm ơn em trai rất nhiều. Hy vọng rằng mẹ của em khỏe mạnh, không còn phải đi gánh những gánh cá như thế nữa, để gọi là dưỡng tuổi già em nhé. Cố gắng lên nào. Nhưng mà em ơi, em có phải là ca sĩ không? Dạ, bây giờ cho phép con xin được giới thiệu con. Tên của con là nghệ danh là Lưu Chấn Long. Lưu Chấn Long. Con là ca sĩ. Oh. Dạ, con xin mời tất cả cô chú rất nhiều. Này dạ. Rất là tuyệt vời ha. Cảm ơn thi số 4. Anh Linh hồi nãy vòng 1 á, nếu như hai chị chọn số 5 là bạn ấy là ca sĩ, em muốn chọn số 4 thì bạn ấy cũng là ca sĩ. Có nghĩa là ba chị em chúng ta đều chọn đúng. Trời ơi. Giờ nói vậy thôi chứ nãy hồi hộp muốn chết luôn. Bây giờ cái người hồi hộp không phải là đội của mình đâu. Cái đội này mà đội hồi hộp nè. Ca sĩ bây giờ số 7 có phải là ca sĩ thật hay không? Xin mời đội chủ nhà. Đó, thấy không kìa. Chào, chào. Tay trao nụ hoa vì yêu bao lời ca
hồi nãy anh ra nghe tiếng anh là em đã nói với Đại Nghĩa rồi. Đây là anh Chế Thanh, một cái giọng nói rất là quen thuộc. Cảm ơn Chế Thanh. Xin chào các anh chị em. Chào bạn Quyền Linh yêu dấu của tôi. Chào bạn Hiền. Một cái bài hát rất là ý nghĩa. Nhìn cái cánh màn nhung màu đỏ ấy, nhìn cái micro, nhìn cái sân khấu, chúng tôi lại thương người nghệ sĩ hơn rất là nhiều. Chúng tôi lại thương chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi thương chúng tôi nhiều hơn. Sở dĩ có bài hát này là Chế Thanh có một kỷ niệm với một cô bạn khán giả. Trong suốt 18 năm trời, Chế Thanh lúc nào bước ra sân khấu tại Phú Lâm á, thì gặp cô đó ngồi trước và trên lòng để một bó hoa lên tặng hoa thôi rồi về, chứ không có một ý đồ về tình cảm gì cả hả. Mỗi lần xe Chế Thanh về là thấy cô ấy đi về một mình, lũ thủ một mình suốt 18 năm trời. Thì hình ảnh đó làm sao mà Chế Thanh không động lòng để viết bài hát này để tặng cho cô ấy đó. Thì ra là đây là sáng tác của Chế Thanh luôn. Chế Thanh ơi, Chế Thanh hôm nay hát hay quá à. Nghe cái giọng nói là biết liền, trời quý mà thương lắm, lòng Ngọc Sơn thương lắm. Cảm ơn bạn Ngọc Sơn rất là nhiều. Và thương hôm nay thì em cũng rất là vui, em gặp anh Hưng và gặp anh Phương tại sân khấu này. Hôm nay thì nhìn lại sân khấu này tôi cảm giác rằng những người nghệ sĩ, nhưng người ta hay nói là kiếp cầm ca hả, nó rất là nhiều cảm xúc. Và suốt ngày mình giống như là cái ánh đèn sân khấu, như mình như những con thiêu thân như thế, cứ lao ở đấy. Có những người thành danh, có những người vẫn hát dưới ánh đèn như thế, họ vẫn đam mê tuôn trào như thế, mặc dù với công danh sự nghiệp hoặc không có gì cả. Thì thật sự ra nghề nghiệp này của tổ, mọi người cũng đồng ý là của tổ nghiệp ban cho chúng ta, cái phước lộc tới đâu thì hưởng tới đó. Nhưng mà những người họ không thành danh chưa chắc là không có hài lòng, họ vẫn yêu mến nghề nghiệp cho tới khi mà họ lớn tuổi, giống như anh em mình thôi. Rồi, cảm ơn Chế Thanh rất là nhiều. Hôm nay là mọi người đang chờ đợi, nhất là đội chủ nhà ha. Có thể Chế Thanh đăng ký không phải là ca sĩ, mà Chế Thanh đăng ký là một đạo diễn âm nhạc, một nhà sản xuất âm nhạc. Hoặc là anh Thanh anh đăng ký với cái tư cách là vận động viên của đội bóng đá nghệ sĩ. Đúng rồi. Vậy thôi chứ không phải là ca sĩ. Tôi là thường mang áo số 10 của đội nghệ sĩ, cũng có một thời gian đeo băng đội trưởng, nhưng tới đây hát chứ không có đá. Mà tới đây với đăng ký với tư cách gì? Ca sĩ. Thấy chưa? Vui này, thấy chưa? Rồi, giờ cảm ơn Chế Thanh rất là nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn. Chế Thanh xin tạm biệt quý vị và hẹn ngày gặp lại. Tạm biệt khán giả đài truyền hình. Thưa quý vị, ca sĩ bí ẩn số 7, ca sĩ Chế Thanh. Như vậy là chúng ta đã kết thúc cuộc chơi ngày hôm nay. Hai đội chủ nhà và đội khách hòa nhau. Chúc mừng. Mến, chương trình ca sĩ bí ẩn được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ tất cả anh em nghệ sĩ chúng tôi xin nói là chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào thứ hai hàng tuần vào lúc 21 giờ quý vị nhé. Ca sĩ bí ẩn xin chào. Mình thích cái gì thì mình phải quyết liệt cái đó. Số 6, em thích anh, em thích anh. Số 5, em như lỗ số 6 nên em mới chọn số 6. Khi thực sự em không có ý gì hết. Cầm cái mặt nạ này em đem lên trả lại cho người ta. Dạ, em xin phép ạ.